Hello các bạn, mình là Nam Hà Official đây. Chào mừng các bạn đến với video của mình. Đây là video tiếp theo mình làm Rubik Smith bằng một quả tên lửa này. Và đây là một tên lửa mà mình đã cho bạn trình diễn xem rồi. Còn đây, nó sẽ làm. Trước tiên, các bạn hãy đo độ lượng của cái này nè, cho nó bằng nhau ha, ha cái này nha các bạn. Đến như vậy rồi, các bạn xoay bên nào cũng được cả. Nhưng như thế này, các bạn sẽ quay như thế này. Ở lúc này, các bạn sẽ xoay ngược lại. Mình sẽ làm cái này trước nha các bạn. Đến đây này, các bạn xoay lại đây. Các bạn không làm được thì sẽ thua lại. Tôi mời đến đây. Các bạn làm như thế này. Nó sẽ không có được nên là cái nước trắng này rồi. Và trước tiên là thành một cái tên lửa trước. Đây là một phần của nó. Theo và cũng làm như vậy bên này. Đây là xong được 1 phần 2 rồi các bạn. Cứ tiếp tục như vậy nha các bạn. Nhưng cái này là khác hơn, cái này là bạn phải xoay đến đây. Rồi, bạn xoay ngược lại này. Nhưng đến cái đoạn nào bạn cũng phải gặp tiếp luôn. Nhanh quá thì các bạn thua lại. Các bạn sẵn chiếc đây. Sẵn như kia, nhưng mà chiếc để khi gặp xuống cho nó dễ. Và cái này cho như là bây giờ các bạn hãy quay bên này, hãy cứ chiếc sẵn. Cần làm cái này thôi. Hai chiếc tên lửa. Đây là màn trình diễn bay tên lửa nha các bạn. Tên lửa đài, chiếc tên lửa và sống lại. Đây là hai chiếc tên lửa, màu xanh và màu đỏ. Đây video đến đây là kết thúc. Bye các bạn. Nhớ subscribe nha.